Ngày 26 tháng 1, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, ngành chức năng vừa phát hiện bắt giữ gần 6,5 tấn chả đòn chay sử dụng hàng the. Theo thông tin ban đầu, vào sáng 25 tháng 1, đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất thực phẩm chay HH thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Phát hiện tại cơ sở này có 176 bao chả đòn chay, trọng lượng hơn 6.570 kg, qua test nhanh cho kết quả dương tính với hàng the, Borax làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở ông Quách Văn Hát, sinh năm 1960, cho biết cơ sở của ông hoạt động trở lại gần một tháng sau thời gian tạm ngưng vì Covid-19. Người này cũng thừa nhận có sử dụng hàng the trong việc chế biến chả đoàn chay. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc tạm giữ toàn bộ số chả nói trên, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.